làm việc văn phòng ngồi nhiều thì có bị yếu sinh lý không hả em Quỳnh? À, phụ nữ chúng em thì hay nói với đàn ông các anh đó là những người đàn ông chơi thể thao thì có một cái sức hút vô cùng mãnh liệt với chúng em. Sức hút ở đây không phải là gì cả. Những người đàn ông chơi thể thao thì thông thường sinh lý rất là ngon, độ cứng rất là tốt à, nên là cái sức hút ở đây đó là thể lực của khóa phái mạnh anh nhá. Nên đồng nghĩa với cái việc đó. Anh nào mà cứ ngồi nhiều không vận động ấy thì cái thể lực sinh lý nó cũng dễ giảm xuống và từ đó dẫn đến yếu sinh lý là điều bình thường. Nên các anh nhớ giúp em là có ngồi văn phòng thì cũng phải tập thể dục thể thao hoặc là vận động cơ thể để nó được giải phóng năng lượng trong cơ thể của mình anh nhá. Đàn ông hơn 40 tuổi súng yếu quá thì phải làm sao hả em Quỳnh? À, đàn ông đã vượt qua độ tuổi trên 40, đây gọi là độ tuổi mãn dục nam anh nhá. À, đối với cái độ tuổi này thì anh phải bổ sung vào cơ thể của mình một cái lượng à, kẽm trong những cái thực phẩm ví dụ như là hàu, giá đỗ, thịt bò à, để nó gia tăng cái hormone testosterone kết hợp với cái việc đó là tập thể dục thể thao và mỗi ngày uống giúp em hai viên bổ hoàn dương của nhà em nó sẽ làm anh cứng tốt hơn gia tăng hóc môn testosterone và nó sẽ làm cho mình cứng ngon hơn rất nhiều đừng để đến lúc mà mất bò với lo làm chuồng trả bài mãi không cứng được rồi lúc đấy mới tìm đến em anh nhá còn nếu như anh cần hỗ trợ anh cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhá gậy không cứng anh dùng tay được không hả em à, tất nhiên là có được anh nhá À, gậy không cứng anh có thể dùng tay hoặc có thể dùng lưỡi tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời cho anh thôi còn về lâu về dài thì người phụ nữ sẽ cảm thấy chán trường vô cùng à, thay vì cái việc đó là mình dùng tay dùng lưỡi thì mỗi ngày anh sử dụng giúp em hai viên uống hào vương ngũ ích của nhà em nó sẽ làm cho anh cứng tốt hơn, bổ sung hóc môn testosterone vào cơ thể, giúp anh cương cứng tốt hơn và sẽ không còn bị là đang trả bài mà bị xìu hoặc là gậy không cứng nữa đâu anh nhá. Anh thì thấy da mặt của Quỳnh đẹp lắm, có phải là Quỳnh bôi nồng nọc đúng không? À anh ơi, nòng nọc của người đàn ông rất nhiều protein và khoáng chất Nên nếu như để nói về nòng nọc thì nồng nọc khỏe của một người đàn ông có sức khỏe bình thường một tuần chị em có thể bôi từ 3 cho đến 4 lần thì sẽ giúp chị em căng bóng hơn ngon nghẻ hơn và tươi trẻ hơn còn anh hỏi em có dùng không á em có dùng anh nhá mỗi lần mà chồng em cho ra thì ngay lập tức là em bôi lên mặt anh ạ à. <laughs> Quỳnh ơi em có bao giờ sử dụng kẹo đổi gió không anh hỏi như đùa ấy nhở Tất nhiên là có rồi. Vợ chồng em thì cũng thường xuyên sử dụng kẹo đổi gió đấy. Nhất là hôm nào cuối tuần này, vợ chồng chỉ có ở một mình thôi. Hai là đi du lịch này. Ba là những nơi mà trả bài có ghế tình yêu, nó cũng làm cho cảm xúc giặt rào. Khi đó mà có một chút kẹo đổi gió vào, thì cuộc yêu nó cứ gọi là thôi rời bến đấy ạ Còn nếu như mà anh nào muốn biết cái dòng kẹo đổi gió là như thế nào, thì cứ nhắn tin cho em nhé. Một đêm chiến đấu 2 đến 3 hiệp thì có sống lâu được không hả em Quỳnh? <laughs> em nghĩ với trường hợp này của anh thì người ta sẽ dẫn đến cái trường hợp đó là xin vĩnh biệt cụ sớm nhá anh nhá. Chẳng có ai một đêm trả bài 2 3 hiệp, một tuần là 7 3 21 lần mà anh sống lâu được đâu anh mình chỉ trả bài theo đủ cái cơ thể của mình và theo đủ cái độ tuổi của mình thôi. Nếu như mình chiến đấu quá nhiều như thế, thì nó sẽ dẫn đến là suy giảm nội tiết tố, đau lưng mỏi gối và hại thận anh nhá. Còn với anh ấy thì anh phải dưỡng súng ngay đi, vì anh trả bài quá nhiều như thế rồi. Còn nếu như mà anh muốn biết dưỡng súng như thế nào để cần gạt số của mình vẫn khỏe và vẫn ngon, thì cứ nhắn tin riêng cho em là được anh nhá khi trả bài thì chị em phụ nữ thích gì hà quỳnh chị em chúng em thì thích rất là nhiều thứ thích to thích dài thích lâu thích kỹ năng thích được người đàn ông à, khen ngợi chị em chúng em tuy nhiên đối với những người đàn ông mà xuất sớm quá thì chị em chúng em đôi khi sẽ cảm thấy tụt hứng vì chưa kịp lên thời gian đã già rồi hai ba phút chị em chúng em đã cảm thấy gì đâu nếu như mà anh nào đang bị ra sớm đang bị xuất sớm ấy thì cứ nhắn tin cho em dùng trước 20 đến 30 phút cái dòng sản phẩm cao a quang cao xìn xú của em thôi nó sẽ làm giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian chắc chắn là lên trên 20 phút từ lần đầu sử dụng cho anh nhé